ở chép trước trương dịch hỏi châu khả nhi về cách đối phó với loại người như lục phong đạt châu khả nhi cho rằng hắn là loại rất khó đối phó dù cho cô từng gặp một số loại người giống hắn cổ kể rằng trước đây có người là quản lý it cấp cao bị sát hại do nắm giữ thông tin mật vậy mà sau khi chết hắn vẫn tung ra chứng cứ khiến cán bộ sát hại hắn bị thiệt hại sau đó trương dịch có hỏi qua dương mật vốn làm trong giới giải trí Cô cũng rất đau đầu với loại người như Lục Phong Đạt tuy nhiên vẫn giống với việc người nổi tiếng bị tung tin đồn thôi. Chép 116 toàn cầu băng phong ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế châu Khả Nhi cho rằng Lục Phong Đạt dù cho có tung tin đồn thất thiệt nhưng nó quá khó tin, vốn chẳng ai tin vào những tin đồn hắn tung ra. Trương Dịch lấy tay chống cầm, cau mày đáp lại, Lục Phong Đạt có thông tin của tôi trong tay nhưng dù sao hắn cũng không có bằng chứng vững chắc. Tuy nhiên, nó vẫn có thể gây ra rắc rối không cần thiết đối với vấn đề trên, Trương Dịch cũng rất đau đầu vì trong tay hắn vốn dĩ không có chuyên gia về máy tính và dĩ nhiên việc ngăn cản Lục Phong đạt tung tin là không thể. Trong lúc suy nghĩ, một ý tưởng lóe lên trong đầu Trương Dịch, hắn nói, nếu coi nó là một tin đồn, vậy thì tôi có một cách. Châu Khả Nhi và Dương Mật nghi ngờ hỏi Trương Dịch anh có cách gì vậy? Trương Dịch thần thần bí bí nở một nụ cười, nói rằng tôi cần chuẩn bị trước khi nào sẵn sàng sẽ nói với hai cô về đến phòng trương dịch nhận được điện thoại từ lục phong đạt hắn vẫn ngạo nghễ mà cho rằng trương dịch sẽ ngoan ngoãn làm theo lời mình trương dịch cậu chắc chắn thông tin của cậu là chính xác chứ sẵn sàng giao dịch rồi à trương dịch bình tĩnh đáp lời ông cần gì lo lắng như vậy tôi có rất nhiều vật tư trong tay trương dịch giả vờ mất bình tĩnh cần giọng với lục phong đạt nếu như ông không giữ đúng lời hứa tôi nhất định sẽ giết ông ha 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 cậu ngốc quá cậu nghĩ rằng tôi chết thì không làm gì được cậu sao chỉ vài ngày thôi, toàn bộ thông tin về cậu sẽ được gửi đến số điện thoại di động của tất cả mọi người. Cậu có tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng của việc này không? Trương Dịch đưa ra phỏng đoán rằng giới hạn mà Lục Phong đạt tung tin ra là trong vòng 24 giờ. Càng liên kết các thông tin lại, Trương Dịch càng chắc chắn về suy đoán của bản thân. Trương Dịch bỗng thay đổi thái độ, trở nên bất cần, lớn tiếng với Lục Phong đạt ông cũng thật là độc ác đấy, được ông thích thì tôi chiều, tôi sẽ gửi nó qua trước cứ chờ đấy. Trương Dịch cười thỏa mãn, hắn cần tạo điều kiện cho tin đồn khuấy thật bẩn vũng nước đục này. Ngay lập tức Trương Dịch gõ phím điên cuồng, tạo hàng loạt email với tiêu đề: Bí ẩn về vụ trộm nguyên liệu từ nhà kho Nam Hải Trung Quốc đã được xác nhận có liên quan, những vật tư giá trị hàng tỷ tệ ở kho Nam Hải Trung Quốc đã đi đâu? Theo lời kể của các nhân chứng, lực lượng vũ trang đã xuất hiện vào đêm hôm đó. Tin tức tuyệt mật cảnh báo giữ im lặng về tin tức này hot Vụ trộm tài sản lớn nhất thành phố Thiên Hải thảm họa tiết liên quan trực tiếp đến việc một số nhân chứng nhìn thấy đĩa bay của người ngoài hành tinh. Trương Dịch nhếch mép cười thầm, hắn nhận thấy rằng nếu muốn phủ nhận một tin đồn, vậy thì tạo ra hàng loạt các tin đồn khác thành ra không ai biết tin đồn nào là thật. Đây chính là nghệ thuật trong lừa dối, bằng việc tận dụng tối đa các tin tức xen kẽ thật thật giả giả, mọi người sẽ như bị lạc vào mê cung và phần lớn đều cho rằng đây là chuyện nhảm nhí. Mình sẽ trộn lẫn các tin tức với nhau cùng nhiều tác giả, bao gồm cả lục phong đạt nữa. Tin tức bị trộn lẫn trong đống này thì liệu còn ai tin tưởng hắn nữa? Bằng cách này, ta có thể giảm tối đa khả năng tiếp xúc với sự thật của mọi người. Đang tải dữ liệu thành phố Thiên Hải hiện tại đúng nguy cơ trùng trùng, càng nhiều người biết về mình thì càng nguy hiểm. Đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề trên rồi, được hay không đành mặc cho số phận vậy. Trương dịch thoải mái vươn vải một lúc tâm trạng như được giải phóng khỏi bức bối trong những ngày vừa qua. Sau khi kết thúc việc tung tin đồn, Trương Dịch trở về nơi nghỉ ngơi, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm, sát khí hiện rõ trên khuôn mặt lục phong đạt tên khốn đó. Chắc chắn phải chết chép 116 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nếu các bạn thấy hay, hãy để lại cho mình xin một like, share và một subscribe để mình có thêm động lực làm thêm những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.